Đề 5, đặt tên cho các vùng cần thiết. Này không có xét danh mục, chỉ gom hết trong xét chi tiết rồi. Nhóm xét nghiệm cho phép chọn những loại xét nghiệm có trong bảng xét nghiệm không nhập trực tiếp. Vậy thì cô đặt tên cái này, đặt tên vùng này 4 ô là nhóm xét nghiệm. Rồi, ở đây chọn hết data validation list bằng nhóm xét nghiệm mới vừa đặt tên, cái tên mình mới vừa đặt. Ok, cô nhập dữ liệu. Xét nghiệm cho phép chọn ứng với từng nhóm xét nghiệm, thì để đặt tên cho nó chính xác, cái này nó đặt có những cái dấu gạch bỏ lên đây nè, rồi bỏ lên thanh công thức, quét copy Ctrl C bỏ vào clipboard, rồi qua đây đặt tên, rồi escape thoát ra. Cái này là chất gây nghiện, tên chất gây nghiện là ba ô này, A20, A21, A22. Tên Ctrl V, tên chất gây nghiện. Rồi tương tự vậy, quét chọn dị ứng, Ctrl C, escape thoát ra. Dị ứng, quét chọn 4 ô này, tên Ctrl V, enter. Rồi huyết học, quét chọn Ctrl C, nếu không chọn copy thì gõ cũng được, nhưng mà chú ý nó có cái gạch mà ấn giữ shift gạch dưới đó. Rồi escape thoát ra, escape là cái nút ESC tận cùng ở trên bên trái bàn phím. Hai ô này là tên huyết học, Ctrl V, enter. Rồi CV, Ctrl C, escape, quét chọn ba ô này, đặt tên, tên, Ctrl V, enter. Rồi làm một lượt cái này luôn, chọn tất cả các ô từ D5 đến D16, data validation list bằng, nếu bên đây chất gây nghiện thì tên chất gây nghiện, cho nên dùng hàm indirect để nó trả về cái tên phù hợp với nhóm xét nghiệm. Hồi nãy mình đặt tên có chữ tên, rồi dùng dấu và nối chuỗi với ô bên đây, cố định cột C dòng 5 không có đô la, ấn F4 thay đổi, cố định cột C, rồi đóng ngoặc. Ok, rồi cô nhập dữ liệu chất gây nghiện heroin dị ứng. Đơn giá dựa vào xét nghiệm sử dụng hàm dò tìm kết hợp indirect, sử dụng công thức mã, đặt tên, cái này là chất gây nghiện, cô đặt tên nè, copy Ctrl C để khỏi gõ lại, escape thoát ra. Nếu mà cô dùng VLOOKUP thì chọn nguyên cái này ha. Đặt tên nó là chất gây nghiện luôn đi, Ctrl V. Rồi dị ứng, Ctrl C, chọn nguyên cái này, hai cột nha, đặt tên dị ứng. Rồi huyết học, Ctrl C, escape, chọn hai cột này, đặt tên là huyết học luôn. Rồi đặt tên cái này là CV, nguyên hai cột này là CV. Nếu dùng VLOOKUP thì phải đặt tên là hai cột này nha. VLOOKUP đặt tên hai cột này, VLOOKUP đặt tên hai cột này, và phải đặt đặt có cái chữ y vậy nè, chất gây nghiện,
dị ứng thì đặt y vậy nè ha, hoặc là có chữ giá cũng được, không có chữ giá cũng được, cô đặt tên không có chữ giá. Rồi dùng công thức mảng, công thức mảng trong trường hợp này trả kết quả về một mảng, cho nên chọn mảng chứa kết quả. Dùng hàm VLOOKUP bằng VLOOKUP hàm này bốn đối số. Đối số đầu lookup value tìm cái gì? Tìm cái xét nghiệm á. Tức là công thức mảng trả kết quả về một mảng và tính toán trên mảng, cho nên phải chọn nguyên mảng xét nghiệm. Phải tìm ở đâu? Tìm nếu ở đây chất gây nghiện thì tìm trong chất gây nghiện, cho nên chỗ này dùng hàm indirect để nó trả về cái tên tương ứng với cái nhóm xét nghiệm. Hồi nãy cô đặt tên không có chữ gì hết, cho nên bây giờ chọn nguyên cái bên đây công thức mảng, rồi đóng ngoặc indirect đẩy. Nãy là mình đặt tên này nó có hai cột, lấy đơn giá ở cột 2 phải tìm chính xác, ghi số 0, hàm VLOOKUP 4 đối số, ghi đưa vô đủ là một đối số, hai đối số, ba đối số, bốn đối số. Kết thúc công thức mảng bằng Ctrl Shift Enter. Rồi số lượng nhập kiểu số nguyên lớn hơn không, cái này là data validation đó, chọn hết data, validation cho phép số nguyên và lớn hơn không, tiếng Anh đó, greater than, lớn hơn không. Rồi vậy bây giờ nhập số liệu lớn hơn không, rồi thành tiền bằng số lượng nhân đơn giá bằng số lượng nhân đơn giá. Enter, copy xuống. Này, câu số 7. Sử dụng chức năng conditional formatting, tô nền màu vàng, chữ màu đỏ cho những nhóm xét nghiệm siêu vi có số lượng lớn hơn 50. Rồi chọn vùng muốn định dạng, chừa dòng tiêu đề xanh dương đậm ra. Home, conditional formatting, new rule, use a formula bằng mấy điều kiện? Hai điều kiện. Điều kiện một là nhóm xét nghiệm bằng siêu vi. Hai điều kiện đồng thời phải thỏa, cho nên and. Điều kiện 1 list trên ô dữ liệu đầu tiên là ô C5, cố định cột C dòng 5 không có đô la bằng CUV, trong nháy kép viết giống y vậy CUV, chữ qua thường không phân biệt siêu, rồi ấn ship gạch vi. C5 bằng CUV. Đó là điều kiện 1. Phải điều kiện 2, số lượng list trên ô số lượng đầu tiên, cố định cột F dòng 5 không có đô la lớn hơn 50. Đóng ngoặc hai điều kiện. Nếu thỏa hai điều kiện đó thì định dạng format fill tô nền màu vàng, chữ màu đỏ. Rồi ok. Ok. Rồi đây, CUV số lượng lớn hơn. Đây CUV có 44 cho nên không tô, này 70 tô. 65 tô CUV. Thống kê tổng thành tiền xét nghiệm ngoại trừ heroin và nhóm máu RH bằng pivot table theo mẫu sau. Rồi nãy giờ tôi
Tôi quay video được tới đó con đóng con không lưu cho mẹ em qua quên nói nó đóng tao mất tiêu mẹ tạm dừng để rồi tôi nói chuyện chút rồi tôi lại quay tiếp ừ tôi quay cái buổi trời đó Không biết chiêu tự nhiên người thấy cái gì tưởng đâu là đâu. tái máy ghê thì. Có Tại biết vì bên kia cái số cột nó khác cái này cho nên con copy qua thì không thể nào được vậy hết á. vậy nói chung là copy qua thì con phải chỉnh lại một trong hai thằng đúng không? Mà chỉ cần người ta đọc được thôi cái gì nè, ví dụ dưới này nó còn gì nữa nè, không được đây, số bên kia nó lại có hình ảnh đồ thì cái độ rộng cột nó khác nhau. Copy bán Không chứ sao không gửi phải Excel được à? không đâu gửi file Excel được Tại tại sao? vì file Excel là bản tính của mình gửi file Excel cho khách hàng là khách hàng sẽ biết cái lợi nhuận của Thì mình con bỏ công thức đi. không mà không bao giờ gửi file Excel họ sửa được rồi sau này ví dụ như họ làm nghiệm thu cái họ bật lại mình là cái file của mình số dày dày họ chụp màn hình lại sao Nè, qua đây tiếp bước nè, đó. Đó, tại vì cái trên đây cái cột này nó là hình thì nó phải có rộng. vậy Trong nếu khi mà copy dán như mẹ nói là sao thì chụp hình qua nè nha. Sửa soạn bên đây. Bên đây nó về thôi ha. Này cho tới dòng 33 thì mẹ sẽ qua này cái tivi home cho các bạn đứng đây mẹ insert green short green mở này ha xong cái mở này liền tại vì nó chụp hình màn hình mới vừa rồi insert green short green. Ồ sao này hoài vậy? Tắt này đi. Chung là chụp cái màn hình lại rồi dán qua thôi chứ gì. Vậy thì chụp hình này đi rồi bỏ qua Không chịu chuyển qua Word cái rồi cho nó in bằng cái PDF. nó rắc rối lắm ông nó nhiều lắm chứ không phải nó nhiều ít Đó là còn chưa kể là nhiều khi con phải giữ bản tính lại để không kê giá của cái thằng này lên chỉnh giá kia xuống một thì cái tí nữa. này làm để gửi họ thôi cần đưa về Thôi nếu mà cắt dán là con hiểu rồi. chụp hình nó biết hả chứ đâu có cách nào tại vì Excel nó còn không thì con bỏ qua Word mà nhiều cái table bên Word nó cũng rắc rối lắm có hổm lần rồi đó thấy không vậy sao không làm hai tờ một tờ cho thằng An Cường một tờ cho thằng này thì nó đơn giản đỡ tốn thời gian của mình đúng không cái này mình in ra file PDF riêng nè đúng không Nhưng mà làm sao hai PDF nhập lại thành một ảnh ảnh là dùng máy in ảo ra PDF thì con biết rồi nè. Nhưng mà giờ hai PDF làm sao cộng hai cái PDF đó lại thành một file anh lên Google có biết không mẹ cũng không biết luôn hỏi khó quá khó quá cái gì mà tốn thời gian quá thì con làm sao tại vì thời gian là tiền của mình đó mình tính ra mình bỏ ra mình bình lỗ thường á thử nó gửi báo giá qua cho con á con phải ngồi làm tay lại không rồi thấy không con thấy tốn thời gian quá giờ con đang suy nghĩ coi làm cách nào cắt dán cho nó nhanh
thì đưa cho người ta hai tờ, hai file thôi, gửi file chứ không có thì đưa người ta hai file. gửi file file nó hay bị lộn lạc và thiếu. Nhiều khi gửi qua Zalo là họ nhanh quá, họ coi được có một file, hoặc là như máy chậm mà gửi hai file cùng lúc đi, nó qua được file cái chat 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 hồi cái nó qua thêm file nữa, họ xóa cái file. Vậy thì con làm cái này ra PDF, xong rồi con làm cái kia ra PDF, cái con cắt, con chụp hình bỏ qua Word, xong cái con làm một file PDF nhanh hơn. Chụp hình bỏ qua quạt là sao? Rồi ví dụ Là giờ in ra PDF mà xuất PDF, qua qua quạt á hả? PDF xong rồi Chụp hình là chụp hình sao? Chụp hình của PDF là sao ta? Là chụp màn hình đó hả? nên nối hai Ủa? file PDF đó. Excel xuất qua file ảnh được không? Phải ảnh là file gì? JPEG á? JPG à? Chỉ cần chụp hình thôi. Dùng không, ý là Excel dùng máy in ảo ra file ảnh được không? Thay vì ra cái file PDF đó thì giờ nó ra file ảnh. Được không ta? Pin nữa. Ra được file ảnh giống vậy nè. Print to file. Print to file là cái gì? Nó chỉ PDF. có print to PDF thôi nè. Tưởng là hai cái cộng lại thì được nối hai file PDF nè. Mẹ cứ lên đây mẹ coi á. Để con tự xử. Bỏ vô đây nè con. Con lên Google ra làm gì nè, chọn các tệp bỏ vô đây nè. Thả hoặc thả các tệp ở đây nè. Nè. Trang web này nè. Rồi. Vậy thôi. Mình quay đã rồi ra tắt mất, xóa mất rồi ông ơi. Mà cái đề này chắc phải làm cho nó, tại hổm tôi không có giải. Giờ ông đừng làm ồn nữa, tôi quay lại nha.
thống kê tổng thành tiền xét nghiệm ngoại trừ heroin và nhóm máu RH bằng pivot table theo mẫu sao. Thì nhớ là tên file, tên tập tin á phải sửa thành không có ngoặc vuông mới làm pivot table được. Của cô là D05-Excel nè. Còn đi thi á thì sửa thành mã số sinh viên, tên, số máy gì đó thì nó không có ngoặc vuông mới làm pivot table được. Rồi, pivot table sẽ để chỗ này, cho nên cô để con trỏ đây sẵn. Insert pivot table, select a table orange, chỗ này là chọn vùng dữ liệu, chọn vùng dữ liệu ở trên. nhớ là chọn vùng dữ liệu là phải có dòng tiêu đề từ ô B4 cho đến G16. Rồi tiếp tục. Nơi, chọn nơi đặt pivot table thì đặt nơi ngay chỗ này nãy cô để đó. Ok. Rồi nó cho mình một cái pivot table fill list chỗ này. Cô thấy là row label là nhóm xét nghiệm. Kéo nhóm xét nghiệm xuống row label. Rồi tên xét nghiệm thì column label. Xét nghiệm đó là column label. Và thành tiền kéo xuống value cộng thành tiền, sum up thành tiền. Rồi cô có thể đóng pivot table fill list lại. Nếu muốn mở pivot table ra thì khi mà con trỏ ô đặt trong pivot table nó sẽ có cái tab option. Nè, bấm vào fill list sẽ hiện pivot table fill list, đóng nó lại. Muốn mở nó ra option nha. Nhớ là con trỏ ô bỏ vào trong pivot table thì mới có cái đó, mới có option. Nếu bỏ ngoài thì nó không có option ha. Bỏ vô đây, nó có option. Đóng mở. Rồi có thể định dạng cái này cho nó chữ nhỏ lại xíu. Chọn cái này tab home, chữ nhỏ lại khoảng 13 thôi, chi mà to quá. Rồi người ta yêu cầu là không ngoại trừ heroin và nhóm máu RH. Vậy thì chỗ này cái pivot table của mình á, ngay chỗ column label mình bỏ checkbox ngay chỗ đó đi, nhóm máu RH và heroin, bỏ checkbox đi. Ok, thì cái pivot table mình nó sẽ không có ngay hai cái loại xét nghiệm đó. Rồi vậy thì hết rồi, kết thúc đề số 5. Ở đây ngoại trừ heroin và nhóm máu RH, mà ở đây có heroin thì chắc người ta nhầm đó. Rồi vậy mình đúng á, Ctrl E. Vậy có nghĩa là muốn bỏ hai đó ra thì cô nói lại nè, chỗ column label bỏ hai cái checkbox đó ra thôi ha. Heroin không đánh dấu checkbox, nhóm máu RH không đánh dấu checkbox. Ok, thì trong cái đây nè không có heroin và nhóm máu RH. Rồi kết thúc.